Trong chiến tranh Ukraine, hàng nghìn chiếc xe tăng của Nga đã phải bỏ lại xác trên chiến trường sau khi làm mồi cho các vũ khí chống tăng. Điều đó khiến nhiều người bi quan cho rằng thời đại của xe tăng đã kết thúc. Nhưng khi phương Tây cam kết viện trợ hàng trăm chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev, người ta đã nhận ra rằng những con quái thú trên chiến trường vẫn chưa bao giờ mất đi sự nguy hiểm. Trên thế giới lúc này, Mỹ và Nga chính là những nước đi đầu trong chế tạo và phát triển xe tăng. Hai mẫu xe tăng M1 Abrams của Mỹ và T-14 Amateur của Nga xứng đáng là những đối thủ cân tài cân sức của nhau. Và trước khi chờ đợi hai siêu tăng này đối đầu trên chiến trường, chúng ta hãy cùng đặt lên bàn cân so sánh sức mạnh của chúng. Quý vị đừng quên bấm like và ấn đăng ký để liên tục có được những video chất lượng nhất. Cách đây chưa lâu, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine. Đây được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, theo những tin tức gần đây, T-14 Armata của Nga được mệnh danh là siêu xe tăng cũng có thể tham chiến ở Ukraine. Bây giờ hãy xem T-14 Armata có sức mạnh ghê gớm như thế nào. T-14 là tên gọi của xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ 3 được Nga phát triển trên nền tảng chiến đấu đa năng Armata. Ra mắt lần đầu trong lễ duyệt binh ngày chiến thắng 9 tháng 5 năm 2015. Đây là loại xe tăng chủ lực hiện đại hàng đầu thế giới được ứng dụng nhiều công nghệ nhằm tối đa hóa khả năng tấn công, phòng thủ và thông tin liên lạc trên chiến trường. Trước khi Armata ra đời, Nga không sở hữu bất kỳ loại xe tăng tự thiết kế nào. Tất cả tăng chiến đấu chủ lực của nước này như T-72, T-80 và T-90 đều được phát triển dưới thời Liên Xô. Sự xuất hiện của T-14 Armata là sự kiện lớn với nền quân sự thế giới, khi nhiều chuyên gia quốc phòng phương Tây phải cảnh giác cao trước uy lực của loại xe tăng này. Tạp chí quốc phòng Zenz Defense Quarterly nhận định Armata là thiết kế hoàn toàn mới, thể hiện bước thay đổi đáng kể nhất trong trang bị khí tài quân sự Nga từ thập niên 1960 và 1970. Tài liệu mật lưu hành nội bộ của Bộ Quốc phòng Anh do tình báo nước này chuẩn bị cho rằng xe tăng T-14 Armata là mẫu xe tăng tiến bộ nhất trong nhiều năm qua. Có thể đe dọa đến các loại xe tăng của phương Tây như Leopard, Challenger 2 hay M1A2 Abrams. Theo đó, đây là lần đầu tiên tháp pháo điện tử điều khiển từ xa được trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực, cũng là lần đầu tiên tổ lái được ngồi trong khoang bảo vệ riêng ở phía trước. Armata là chiếc xe tăng mang tính cách mạng nhất trong thế hệ này. Thiết kế chi tiết của T-14 Armata là bí mật quốc gia của Nga, nhưng thông tin công khai cho thấy nó được ứng dụng hàng loạt giải pháp kỹ thuật tiên tiến, chưa từng xuất hiện trên thế giới. Đặc điểm nổi bật nhất là tháp pháo tự động được điều khiển bởi tổ lái ngồi trong khoang bọc giáp kiên cố ở phía đầu xe. Ngay cả khi tháp pháo bị xuyên thủng và bốc cháy, tổ lái vẫn có thể sống sót, đưa xe rời khỏi chiến trường hoặc ra khỏi xe một cách an toàn. Tổ lái cũng có thể quan sát xung quanh nhờ hàng loạt camera thời gian thực, cảm biến quang học, kính ngắm ảnh nhiệt và cả radar. Tài liệu tình báo Anh gọi thiết kế tháp pháo điều khiển từ xa của T-14 Armata là một sáng kiến tiên phong, bởi lái xe, pháo thủ và trưởng xe đều ngồi cùng một khoang riêng, tách biệt với tháp pháo và kho đạn của xe, giúp tăng khả năng sống sót của tổ lái trước hỏa lực đối phương. Lớp vỏ ngoài góc cạnh giúp T-14 Armata gần như tàng hình trước radar, trong khi các lớp phủ đặc biệt khiến hệ thống trinh sát ảnh nhiệt hồng ngoại của đối phương rất khó phát hiện chiếc xe. T-14 Armata được trang bị ít nhất 3 lớp phòng thủ. Đầu tiên là hệ thống phòng thủ chủ động Adgantis có khả năng phát hiện đạn chống tăng đang phóng đến nhờ cụm radar mảng phao quét điện tử chủ động EESA gắn ở bốn mặt tháp pháo. Sau khi nhận dạng mối nguy hiểm, Adgantis sẽ quay mặt trước tháp pháo nơi có phần giáp dày nhất. Về phía đầu đạn để tối đa hóa khả năng bảo vệ, hệ thống sẽ lựa chọn phương pháp phóng đạn khói để vô hiệu hóa hệ thống dẫn bắn laser, hoặc phóng đạn đánh chặn để tiêu diệt mối đe dọa trước khi nó kịp chạm tới giáp xe. Lớp phòng thủ thứ hai là giáp phản ứng nổ ERA mang tên Malachit. Đây là loại ERA thế hệ thứ tư được Nga phát triển riêng cho nền tảng Armata,
có tính năng vượt trội so với các sản phẩm thế hệ 3 như Red Blitz được trang bị trên xe tăng T-90A và T-90MS. Khả năng thực sự của Malachit chưa được công bố, tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng nó có thể giảm tới 50% khả năng xuyên phá của các loại đạn chống tăng hiện đại nhất trong biên chế Mỹ và NATO. Cuối cùng là lớp giáp phức hợp, được chế tạo từ nhiều lớp giáp thép cường độ cao kết hợp với sợi thủy tinh gia cường và vật liệu gốm. Thiết kế giáp phức hợp cho phép ngăn chặn nhiều loại đạn chống tăng khác nhau, trong khi độ dày là nhỏ hơn nhiều so với giáp thép cán đồng nhất RSA có cùng khả năng bảo vệ. Giáp mặt trước của T-14 Armata có độ dày tương đương 900mm RSA trước đạn thanh xuyên động năng ABSSDS hoặc 1400mm RSA nếu gặp đạn xuyên nổ lõm SEAT. Hai bên sườn và mặt sau cũng được bảo vệ lớp giáp phức hợp cùng các tấm ERA Malachit hoặc giáp lồng thép. Lớp phòng vệ đa tầng này khiến T-14 Armata gần như bất khả xâm phạm trước các loại vũ khí chống tăng uy lực nhất thế giới hiện nay. Không mang nhiều cải tiến đột phá như hệ thống phòng thủ, nhưng hỏa lực của T-14 Armata vẫn được tăng cường hơn nhiều so với các loại dòng xe tăng chủ lực của Nga hiện nay như T-72B3, T-80 và T-90A. Vũ khí chính trên T-14 Armata là pháo nòng trơn 2A82-1M, cỡ nòng 125mm, thay thế cho mẫu 2A46M5 125mm trên xe tăng T-90A. Sơ tốc độ nòng của 2A82-1M cao hơn 20% so với pháo Rheinmetall 120mm L trên 55 tối tân của Đức, loại pháo tăng được đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay. Đạn xuyên giáp của T-14 có thể bắn thủng lớp giáp dày tương đương 900mm RSA từ khoảng cách 2km. Pháo 2A82-1M đạt tốc độ bắn 10-12 phát trên 1 phút, cao hơn nhiều so với mức 7-8 phát trên 1 phút của phiên bản 2A46M5 trên xe tăng T-90. Điều này cho phép T-14 Armata giao chiến với nhiều mục tiêu liên tiếp hoặc duy trì mật độ hỏa lực cao hơn so với các thế hệ MBT trước đây. Tháp pháo lớn cũng khắc phục một nhược điểm lâu năm trên các xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô và Nga. Đó là gốc hạ nòng nhỏ. Thiết kế truyền thống của Liên Xô ưu tiên tháp pháo kích thước nhỏ nhằm làm giảm mức độ bộc lộ trên chiến trường, phù hợp với điều kiện tác chiến trên địa hình bằng phẳng rộng lớn ở Đông Âu. Tuy nhiên, điều này lại khiến xe tăng không thể hạ nòng pháo quá mức âm 5 độ, ảnh hưởng tới khả năng tấn công mục tiêu từ sâu ổ đất hoặc các con dốc. Xe tăng sẽ buộc phải lộ toàn thân ra nếu muốn giao chiến, khiến nó dễ trở thành mục tiêu của đối phương hơn. Ngược lại, không gian rộng bên trong tháp pháo T-14 giúp nó đạt góc hạ nòng tới âm 10 độ, tương đương các xe tăng tối tân của phương Tây. Điều này giúp T-14 Armata thích ứng với nhiều môi trường chiến đấu, cả trên bình nguyên rộng lớn và các vùng có địa hình phức tạp, nhiều chướng ngại vật. Hệ thống trinh sát quang học của T-14 Armata có tầm phát hiện trên 5km với mục tiêu có kích thước tương đương xe tăng trong điều kiện ban ngày. Con số này giảm xuống còn 3,5km với tổ hợp kính ngắm ảnh nhiệt trong đêm tối. Pháo thủ được trang bị kính ngắm với độ phóng đại 4x và 12x, giúp họ phát hiện mục tiêu ở nhiều khoảng cách khác nhau. Bộ đo xa laser có tầm hoạt động tối đa 7,5km, giúp pháo thủ và trưởng xe tính toán khoảng cách, từ đó lựa chọn loại đạn phù hợp để tiêu diệt mục tiêu. Mọi cảm biến đều có hệ thống dự phòng, cùng tổ hợp trinh sát thứ ba để bảo đảm khả năng chiến đấu khi có hỏng hóc. Để tăng độ chính xác, nòng pháo được trang bị cảm biến laser đo độ cong do chênh lệch nhiệt độ, cũng như cụm cảm biến khí tượng. Dữ liệu từ các thiết bị này sẽ được nạp vào máy tính điều khiển hỏa lực, giúp duy trì độ chính xác của phát bắn đầu tiên lên tới gần 100%. Tương tự các đời xe tăng trước, T-14 Armata có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Loại đạn có tầm bắn xa nhất là tên lửa chống tăng có điều khiển 9M119M1 Invim, bắn xa tới 8km và đủ sức xuyên thủng lớp giáp có độ dày tương đương 700-900mm RSA. Ngoài ra, nó cũng có thể được dùng để tấn công trực thăng bay thấp,
giảm sự phụ thuộc của T-14 vào các tổ hợp phòng không lục quân. Để diệt xe tăng đối phương, pháo thủ có thể lựa chọn đạn thanh xuyên động năng ABSSDS 3BM70 Vacuum 2 có khả năng xuyên thủng 800-900mm RSA ở khoảng cách 2km, hoặc đạn nổ lõm 3BK-29M có uy lực tương tự. Với những mục tiêu như bocket, thiết giáp hạng nhẹ, bộ binh và khí tài thông tin liên lạc, T-14 sẽ sử dụng đạn nổ mảnh Tenet có thể được lập trình để kích nổ trên đầu mục tiêu, tối đa hóa uy lực sát thương. C còn được trang bị một tổ hợp súng máy điều khiển từ xa, được lắp trên kính ngắm trưởng xe để tránh cản trở tầm nhìn. Khách hàng có thể lựa chọn súng máy BKTM cỡ nòng 7,62mm với 1.000 viên đạn hoặc COD 12,7mm với cơ số 300 viên. Hệ thống này giúp trưởng xe tiêu diệt đối phương trong trường hợp không cần dùng tới pháo chính. Đối thủ của T-14 Armata chính là loại xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Nó chính là xe tăng chiến đấu chủ lực trứ danh của Mỹ. Đây là một trong những loại xe tăng chủ lực đáng gờm của Mỹ do hãng General Dynamics chế tạo từ năm 1980. Tên hiệu xe được đặt theo tên của Raytheon Williams Abrams, GA, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, kể từ tháng 12 năm 1972 đến trước khi ông qua đời vào năm 1974. M1 Abrams là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thông dụng nhất trong quân đội Mỹ với nhiều tính năng vượt trội cùng khả năng tác chiến nhanh và chính xác. Là biến thể của M1, M1A1 cũng có tính năng tương tự nhưng được nâng cấp cải tiến ưu việt hơn. Dòng xe tăng này được trang bị hệ thống lọc khí để chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hay sinh học cùng hai hệ thống phóng lựu đạn khói về mọi hướng. Ngoài ra, kiếp lái của xe tăng cũng có thể chuyển một ít nhiên liệu thành một đám mây khói ngụy trang dày đặc. Tất cả các xe tăng M1A1 Abrams khi tham chiến được liên kết với nhau bởi một mạng lưới thông tin cơ giới nội bộ IVIS. Sử dụng IVIS, chỉ huy có thể theo dõi hoạt động của các xe tăng, truyền tải các bản đồ và chia sẻ thông tin về quân địch. Để giấu thông tin liên lạc, các tín hiệu radio đều được mã hóa. Sự kết hợp của hệ thống điều khiển điện tử tân tiến của Mỹ, Nhật, lớp giáp chắc chắn của Anh, tính cơ động của Đức cũng như hỏa lực mạnh theo ứng dụng của Nga đã làm nên một M1A1 Abrams gần như không có đối thủ trong các cuộc đấu giữa các tăng thiết giáp. Một trong những cải tiến quan trọng nhất của xe tăng M1A1 Abrams là được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ nòng 120mm. Ban đầu được phát triển bởi Rheinmetall 2A5 của Đức, khẩu pháo này có thể khai hỏa chính xác vào các mục tiêu khoảng cách 4km. Pháo sử dụng đạn xuyên giáp đặc biệt M829A2 được Mỹ phát triển để chống lại các xe tăng đối phương với cơ số đạn là 40 viên, trong đó có 34 viên đạn được cất giữ trong tháp pháo, trong khi 6 viên khác được cất giữ trong khoang chiến đấu. Ngoài pháo chính là M256, M1A1, Abrams còn trang bị một số vũ khí khác gồm súng máy M240 7,62mm đồng trục. Một súng máy 7,62mm khác lắp trên nóc do xạ thủ vận hành và súng máy Browning M250 12,7mm do chỉ huy vận hành. Biến thể M1A1 được sản xuất từ năm 1985 có khối lượng chiến đấu 57,2 tấn, tốc độ lớn nhất 66,77km/h. Pháo nòng trơn đạn biên chế 40 viên, chiều dài cả pháo 9,83m, rộng 3,66m, cao 2,44m, tính đến nóc tháp pháo. Vỏ được tăng cường lớp hợp kim có thành phần urani nghèo. Biến thể M1A2 Abrams được cải tiến từ chính xe tăng M1A1 với kiếp lái 4 người, trọng lượng chiến đấu 67 tấn, dài 9,76 m, rộng 3,65 m, cao 2,88 m. Vỏ thép phía trước dày hơn M1A1, xe lắp động cơ ACT công suất 1.500 mã lực đa nhiên liệu kiểu tuabin khí, tốn nhiều nhiên liệu hơn và tỏa nhiều nhiệt hơn so với động cơ piston. Với động cơ này, xe có thể đạt tốc độ 35 km/h chỉ sau 7 giây khởi động.
tốc độ di chuyển cao nhất là 72,421 km/h, tầm hoạt động 948 km, có khả năng vượt được hào rộng 2,4 km, lội nước 1,22 m khi không được chuẩn bị và 1,98 m khi có chuẩn bị. M1A2 có hình dáng thấp, mũi nhọn, thành xe có nhiều góc cạnh nên khi các loại đạn bắn vào, xe tăng sẽ bị giảm hiệu lực do viên đạn bị trượt theo độ dốc của thân xe, nhất là đối với các loại đạn pháo có cỡ nòng dưới 125mm. Hơn nữa, vỏ bọc xe được sử dụng uranium nghèo, depleted uranium dew, không có tính phóng xạ nên có khả năng chống được các loại đạn pháo cỡ 125mm. Các loại vũ khí chống tăng thông thường như B-40, B-41, RBC-7. Hệ thống chỉ huy được tự động hóa, các anten được kết nối với hệ thống định vị toàn cầu GPS, cho phép các thành viên trên xe và sở chỉ huy biết chính xác vị trí và phương tiện đang tác chiến. Có thiết bị nhận biết địch ta, hệ thống báo động sớm. Nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.000m ban đêm và 1.200m trong điều kiện sương mù. Với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại bằng laser, M11A2 có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 1.850m bằng một viên đạn khi đang hành tiến với tốc độ 40 km/h. Xe được trang bị một pháo 120mm M256. Đầu đạn pháo được làm từ nguyên liệu uranium nghèo, súng máy phòng không Browning 12,7mm M250, súng máy đông trục 7,62mm M240, súng phóng đạn tạo khói. Dù được mệnh danh là những vua chiến trường, song cả Abrams và Armata cũng đều tồn tại những yếu điểm riêng. Tổng thống Biden cho biết M1 Abrams cực kỳ phức tạp trong vận hành và bảo trì. Do sở hữu những thiết bị điện tử tiên tiến, chúng đòi hỏi quá trình bảo dưỡng và thay thế phụ tùng phức tạp, trong khi lực lượng Ukraine chỉ có rất ít thời gian học cách thức vận hành. Động cơ trên M1 Abrams rất mạnh, nhưng nó là loại tuabin khí cần nhiên liệu giống như máy bay phản lực thay vì dầu diesel thông thường. Việc tiếp nhiên liệu sẽ là một trở ngại đối với Ukraine. Bên cạnh đó, những chiếc xe tăng phương Tây thường rất nặng, vượt quá năng lực chịu tải của các cây cầu ở Ukraine. Nghĩa là chúng sẽ gặp khó khăn trong quá trình di chuyển và có thể bị mai phục vì chỉ có thể di chuyển trên một số tuyến đường nhất định. Trong quá trình phát triển, T-14 Armata cũng gặp nhiều khó khăn. Vào đầu tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh đưa ra đánh giá cho rằng phương trình phát triển T-14 Armata kéo dài 11 năm. Với sự chậm trễ, giảm quy mô hạm đội theo kế hoạch và báo cáo về các vấn đề sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Anh, là một loại xe tăng lớn hơn, công kênh hơn nhiều loại xe tăng hiện có của Nga, T-14 Armata đặt ra các vấn đề hậu cần mà các việc triển khai của chúng sẽ là một quyết định rủi ro cao đối với Nga. Tin báo Anh cho biết các quan chức Nga đã công khai nói xe tăng T-14 có vấn đề về động cơ và hệ thống ảnh nhiệt, đồng thời đánh giá rằng việc triển khai loại xe tăng này trong cuộc xung đột ở Ukraine có thể chủ yếu nhằm vào mục tiêu tuyên truyền. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc sản xuất T-14 Armata có lẽ chỉ ở mức thấp và các chỉ huy Nga không hoàn toàn tin tưởng vào phương tiện này trong chiến đấu. Trong khi đó, Mỹ có hàng nghìn chiếc xe tăng Abrams trong kho vũ khí. Hiện vẫn chưa có xác nhận về việc Nga có triển khai T-14 Armata tham chiến ở Ukraine hay không. Frank Langridge, một cựu sĩ quan quân đội Anh cho rằng bất kỳ sự công khai nào xung quanh việc T-14 Armata bị phá hủy ở Ukraine sẽ gây nguy hiểm cho việc xuất khẩu. Nga có khả năng sẽ triển khai loại xe tăng này ở phía sau chiến tuyến thay vì đưa vào trung tâm của cuộc xung đột, ông Langridge nói. Còn quý vị nghĩ gì về kịch bản M1 Abrams cùng với T-14 Armata đỏ sức với nhau trên chiến trường? Hãy để lại bình luận ở bên dưới để bày tỏ quan điểm của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.